Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành khoảng 13,9% GDP, bao gồm cả trái phiếu niêm yết và không niêm yết. Thị trường này đang có bước tăng trưởng đột phá, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của thị trường tài chính. Dẫu vậy, theo các chuyên gia, thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn non trẻ, quy mô trong nước còn nhỏ so với các quốc gia khác và còn nhiều dư địa phát triển. Vì vậy, cần nắn dòng vốn trái phiếu đi đúng hướng và tiếp tục cải cách, cải thiện sự vận hành của thị trường, đem lại nguồn tài chính dài hạn cho khu vực tư nhân đang đói vốn. Sự phát triển thì nó luôn luôn phải có cái cầu dẫn dắt. Thì bây giờ là cái giai đoạn mà hệ thống ngân hàng, tín dụng ngân hàng đã đến cái điểm gọi là điểm giới hạn. Thì tôi tin rằng là thời gian tới là cái thời gian mà cơ hội cho cái thị trường trái phiếu phát triển nó rất là cao. Thế và nếu như mà các cái cơ quan quản lý cũng như là các cái chủ thể tham gia thị trường có những cái sáng tạo, có những cái bước kế hoạch cũng như là xây dựng các khung khổ pháp lý để thúc đẩy nó thì nó sẽ phát triển được. Trong khoảng 4 năm trở lại đây thì cái quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công so với cả cái lượng trái phiếu chính phủ phát hành thành công ấy thì nó đã vượt rồi, và nó càng ngày nó càng có chiều hướng tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Mà cái điều đó nó cũng cho thấy rằng là gì, chúng ta đã khơi thông được một cái kênh dẫn vốn, có thể nói khơi thông thêm được một kênh dẫn vốn để giúp cho doanh nghiệp có thể đa dạng hóa được cái kênh huy động vốn của mình. Và cái việc này nó không đơn giản chỉ là một cái kênh dẫn vốn thông thường, mà nó còn giúp cho cái doanh nghiệp là có thể có một cái kênh dẫn vốn mà chúng ta nói là trung và dài hạn, có một cái nguồn vốn với một cái chi phí vốn nó tương đối là ổn định để mình có thể tập trung vào các cái dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư kinh doanh và tạo ra những cái nền tảng cơ bản của nền kinh tế. Mặc dù có sự trầm lắng nhất định trong quý 4 năm 2020 sau khi Nghị định số 81 có hiệu lực, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhìn chung vẫn diễn ra rất sôi động, với giá trị phát hành mới đạt 429,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2020, tăng 28,3% so với năm 2019. Đầu năm 2021, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn là một trong những kênh đầu tư được quan tâm nhất. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu trong 8 tháng, thị trường ghi nhận 490 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 308.517 tỷ đồng. Trong đó có 476 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 296.933 tỷ đồng, 14 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.584 tỷ đồng và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy số đợt phát hành chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, song khối lượng tăng tới hơn 40%. Điều này cho thấy thị trường đang rất sôi động, nhu cầu vốn lớn và trái phiếu doanh nghiệp đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng đối với nhu cầu vốn chung và dài hạn của doanh nghiệp. Phát hành trái phiếu là một công cụ quan trọng để huy động vốn chung dài hạn. Trong bối cảnh là cái dòng vốn chung dài hạn từ hệ thống ngân hàng đầu tư vào, nó vẫn còn những hạn chế nhất định. 3 năm trở lại đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những thay đổi. Quy mô và giá trị phát hành tăng nhanh, dịch chuyển dần từ kênh huy động vốn truyền thống sang kênh phát hành trái phiếu trong bối cảnh kênh tín dụng ngân hàng đang tới hạn. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phát hành trái phiếu là cơ hội giúp cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển. Theo Ngân hàng Nhà nước là tổng dư nợ lên đến 150% GDP, và các chuyên gia đó cho nghĩ rằng có lẽ hệ thống ngân hàng đã mang một cái gánh nặng rất nặng nề và bây giờ cần phải đi tìm một cái kênh dẫn vốn mới. Có thể nói là rất quan trọng trong cái thời gian tới đối với sự phát triển của nền kinh tế, bởi vì cái hệ thống ngân hàng của chúng ta đã đi đến cái giới hạn rồi. Cái mức này là cái mức mà cao trên thế giới, ngang bằng với cả các nước phát triển của OECD, thế và nó chỉ kém Trung Quốc thôi. Tính riêng cái giá trị phát hành đang lưu hành ấy, cái số dư trái phiếu ấy, nếu mà so với cả hệ thống ngân hàng dư nợ thì nó khoảng 12%, nhưng mà tính cái trên cái phần dư nợ dài trung và dài hạn ấy, thì nó khoảng hơn 30%. Thì tức là gì, trong từng đấy năm qua mà cái kênh này mà không có dẫn vốn thì tôi nghĩ đã rất nhiều doanh nghiệp quỵ rồi, hoặc là hệ thống ngân hàng cũng cực kỳ nặng gánh nặng, và cái vốn tự có ngân hàng bây giờ tôi nghĩ không thể đáp ứng được. Hiện nay ngân hàng cơ cấu vốn ngắn hạn nhiều. Nếu huy động để cung ứng cho vốn chung và dài hạn sẽ dễ tạo bất ổn trong hệ thống ngân hàng. Hoặc nếu huy động vốn qua thị trường cổ phiếu có thể là nguồn vốn dài hạn, nhưng tăng vốn lại giảm quyền kiểm soát của chủ doanh nghiệp, khiến quản trị doanh nghiệp phức tạp và khó khăn hơn. Do vậy, một phần nhu cầu vốn chung dài hạn được đẩy sang thị trường trái phiếu. Cái thời gian qua thì chúng ta biết rằng cái dư nợ bất động sản nó cũng chiếm một tỷ trọng khá lớn trong cái tổng tín dụng, và nó cũng tạo nên những cái giới hạn
mà khiến cho các ngân hàng thương mại họ rất là thận trọng trong việc cho các cái doanh nghiệp bất động sản vay, và vì thế mà các doanh nghiệp bất động sản phải tham gia vào cái thị trường trái phiếu. Theo công ty chứng khoán SSI, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng bởi nhu cầu đầu tư cao. Hiện thanh khoản các ngân hàng vẫn khá dồi dào và ngân hàng nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Lãi suất tiền gửi có thể vẫn giữ ở mức thấp và chỉ tăng nhẹ vào cuối năm 2021. Dòng tiền vẫn tìm kênh đầu tư sinh lời khác như trái phiếu doanh nghiệp. Những nhà phát hành dùng lãi suất để mà tạo cái sự hấp dẫn cho các trái phiếu bất động sản của họ. Mà làm như thế thì nó đẩy cái mặt bằng lãi suất lên. Cái lợi nhuận mà họ, cái người mà đầu tư, cái người cho vay họ thu được ấy, nó sẽ lớn hơn cái lợi nhuận tiền gửi ngân hàng. Và đó là cái lợi rất lớn làm cho các cái nhà đầu tư người ta mua các cái trái phiếu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã nới hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2021 cho các ngân hàng thêm từ 2 đến 6% tùy thuộc vào chất lượng tín dụng và các chỉ số an toàn vốn. Nhìn chung, hạn mức tín dụng vốn mới vẫn thấp hơn đề xuất của các ngân hàng thương mại và thấp hơn cùng kỳ. Trong khi cầu huy động vốn vay vẫn cao nên sẽ tiếp tục được đẩy sang thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Với sự phát triển nóng thời gian qua, liên tiếp có những hồi chuông cảnh báo từ giới chuyên gia, các cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng khuyến cáo nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ rủi ro khi quyết định đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Nguyên nhân là do doanh nghiệp huy động vốn thông qua trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu khối lượng lớn, lãi suất cao nhưng sử dụng vốn không hiệu quả hoặc tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn thì sẽ khiến việc không trả được gốc và lãi cho nhà đầu tư. Lưu ý cái tiền quý vị bỏ ra 5 năm, 10 năm, thậm chí dài hơn. Thế nên cái việc mình thiếu minh bạch hoặc là không có đầy đủ thông tin và chuẩn hóa về nhà phát hành. Mà cứ nhìn lãi suất cao để đầu tư thì đến một ngày tin nhắn điện thoại có thể không còn tinh tinh nữa thì không biết là kêu ai. Số cái doanh nghiệp khi mà phát hành thì được ngân hàng, một số cái ngân hàng đứng ra bảo lãnh phát hành. Nhưng mà khi mà các ngân hàng bán lại các cái trái phiếu đó cho nhà đầu tư thì nhiều nhà đầu tư lại nghĩ rằng là như vậy là ngân hàng bảo đảm cho cái trái phiếu đó cái việc thanh toán. Và như vậy là nó không phải cái trách nhiệm trả nợ, vẫn là cái trách nhiệm của doanh nghiệp. Còn ngân hàng hoặc là các cái nhà bảo lãnh họ không có trách nhiệm phải bảo lãnh thanh toán. Rất nhiều những cái phát hành trái phiếu đó là phát hành của các công ty, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Và rất nhiều những cái trái phiếu đó không có tài sản bảo đảm. Cái vấn đề của những trái phiếu đó là làm sao trái chủ, nhà đầu tư có thể kiểm soát được cái vấn đề mà những nhà phát hành đó họ sử dụng vốn của trái phiếu đó đúng mục đích. Công ty dự án họ có tài sản thế chấp này kia. Nhưng mà tôi xin thông tin với quý vị là trong cái phương pháp luận cơ bản của xếp hạng tín nhiệm cũng như bảo vệ quyền lợi của trái chủ và nhà đầu tư thì tài sản thế chấp không có giá trị nhiều lắm, ngoại trừ đối với ngân hàng hoặc phát hành riêng lẻ. Và tôi xin nói là phát hành riêng lẻ, cho ví dụ công ty quản lý quỹ đi chẳng hạn, hoặc công ty bảo hiểm, thì tôi thề luôn là họ sẽ không thể làm gì được với tài sản chấp, để chưa nói đến nhà đầu tư cá nhân. Rủi ro tiềm ẩn cũng đến từ việc tham gia ồ ạt của các nhà đầu tư cá nhân. Họ thiếu khả năng phân tích, đánh giá rủi ro tiềm ẩn so với nhà đầu tư tổ chức, chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về mục đích phát hành, tình hình tài chính, khả năng trả nợ, đặc điểm của trái phiếu. Có thể có tài sản danh mục trên 2 tỷ đồng, nhưng mà thực sự có khi họ chỉ số một số cơ bản có khi họ không biết đâu. Nhằm tránh việc nhà đầu tư ham lãi cao, bất chấp mọi thứ, Bộ Tài chính đã nhiều lần ra khuyến cáo và Chính phủ cũng hạn chế rủi ro bằng cách ban hành Nghị định 163 chỉ cho phép nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được mua và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Sau cơ chế này, tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh. Trong nửa đầu năm nay, các nhà đầu tư cá nhân mua gần 11.000 tỷ đồng trên thị trường sơ cấp, chỉ bằng 47% của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng số liệu thống kê chưa phản ánh hết thực tế, bởi lẽ nhiều nhà đầu tư cá nhân đang đi đường vòng, cấm mua trực tiếp thì sở hữu gián tiếp. Nhà đầu tư cá nhân tham gia số năm ngoái nó khoảng 14%, đấy là bán trực tiếp, thế còn sau đấy các công ty chứng khoán và ngân hàng phân phối ra tiếp thì rất là nhiều, và chúng tôi có đếm cái số nhà đầu tư ở trên các quỹ mở bond fund và những cái thống kê sơ bộ thì nó phải lên đến con số vài trăm nghìn cho đến nửa triệu. Trên thị trường mà hiện tại có lẽ là các tổ chức tham gia, nhà đầu tư tham gia
hay là cơ quan quản lý nhà nước cũng chưa lượng hóa được một cách chính xác. Thế và cũng có thể là chưa dự tính được tương lai nó sẽ như thế nào. Theo Bộ Tài chính, trên thị trường đã xuất hiện hành vi lách quy định để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Số lượng phát hành riêng lẻ trong 6 tháng đầu năm lên đến 170.000 tỷ, trong khi mà phát hành ra công chúng, ra đại chúng chỉ có 15.000 tỷ. Tức là cái số phát hành ra riêng lẻ lên đến 10 lần trên cái số phát hành ra công chúng. Quy định nó nới lỏng ra. Mặc dù là chúng ta có cái quy định là chỉ phát hành cho những nhà tổ chức chuyên nghiệp. Thế nhưng mà có cái gì bảo đảm trái phiếu mà phát hành cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp sẽ nằm ở đó? Hay là nó sẽ lâu đó nó sẽ đi vào trong đại chúng? Trước sự tăng trưởng nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhiều văn bản quản lý hoạt động trái phiếu doanh nghiệp đã được ban hành. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 3 nghị định quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Theo đó, khung pháp lý về phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có những thay đổi căn bản làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm. Chúng ta đang nhìn thấy cái sự sàng lọc và thắt chặt hơn về cái đối tượng phát hành trái phiếu để có thể hướng tới cái việc là minh bạch hóa, hiện đại hơn và cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả hơn, hướng đến các nhà đầu tư và đảm bảo sự an toàn, tránh cái rủi ro đầu tư khi đối với các nhà đầu tư cá nhân. Ngân hàng Phát triển Châu Á nhận định thị trường trái phiếu Việt Nam đang phát triển nhanh hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 70%. Trong thời gian tới, cần phải có những chính sách tốt hơn về công bố thông tin và đẩy nhanh xếp hạng tín nhiệm trái phiếu doanh nghiệp để nhà đầu tư tránh được rủi ro. Chúng ta nên nhìn dài hạn, tức là các quy định là nó phải tương đối cao. Bởi vì cái đối tượng tham gia cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp là những đối tượng mà cái khẩu vị rủi ro của họ cho tôi nghĩ là nó không cao. Thế và họ rất cần cái sự an toàn. Thế và chúng ta cần phải đảm bảo cái sự an toàn đấy, để đảm bảo cái việc mà quản lý cái rủi ro đấy thì họ mới tham gia được lâu dài. Đấy. Cho nên là tôi vẫn thiên về việc là các quy định công bố thông tin là nên ở mức cao. Chúng ta hướng dần cái sự phát triển của thị trường đến cái sự minh bạch và chuyên nghiệp. Nhưng nó cũng không siết chặt quá đến mức mà thị trường không thể phát triển nổi. Bên cạnh đó, hiện tại cũng cần phát triển thị trường thứ cấp cho trái phiếu doanh nghiệp để phát triển dài hạn. Nó chỉ phát triển về dài hạn được và bền vững khi nó có hệ thành thị trường thứ cấp. Hiện tại thứ cấp thì giao dịch chủ yếu là OTC thông qua các nền tảng của các công ty chứng khoán hoặc là giao dịch trao tay với nhau. Thị trường trái phiếu đang có những bước phát triển nhanh, tạo ra kênh dẫn vốn chung dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cần khắc phục để tránh đổ vỡ. Những góc tối của thị trường đang được cơ quan quản lý nhận diện và chấn chỉnh. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng doanh số phát hành giảm trong ngắn hạn, nhưng chất lượng hàng hóa sẽ được nâng lên, hướng tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch và lành mạnh hơn trong tương lai.